Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 50 tỷ top cần và làm vinh. Để tham gia giải hôm nay các bạn người thích quản lý mô tả dưới video mở ra một start chatbot này. Rồi chờ con bot phản hồi nha các bạn. Rồi bạn bấm continue đưa captcha 76 cộng 69 là nhiêu ta? Khó quá. 130 cộng 15 là 145. Ok, vậy đã lướt qua cấp xa các bạn. Rồi chương trình AirGroup này nó phân phối vào ngày 7 tháng 9 nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group, kênh seller nè. Ơ ngày 9 tháng 7 chứ, các bạn mới đáp lại. Rồi các bạn join tiếp kênh channel nè. Rồi bạn mới đáp lại. Tiếp tục các bạn follow Twitter và retweet bot nè. Trên Twitter thì bạn theo dõi nè. Bạn lấy đi, rồi nào nó kêu mình tweet thì mình tweet. Giờ bạn bấm Don. Rồi tiếp tục các bạn điền là username tại Twitter của tất cả bạn đã follow dán các bạn. Cộng WinVNN9 các bạn mở tại Twitter của bạn ra thì sẽ thấy dưới ảnh avatar mình sẽ thấy được username của mình nha các bạn. Tiếp tục các bạn copy cái hashtag này và tăng 3 người bạn vào các bạn. Để mình copy qua Zalo mình chỉnh lại các bạn. Rồi, các bạn copy cái hashtag này các bạn, vào đây retweet nè. Rồi các bạn like, các bạn chỉnh cho tweet nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây, các bạn tweet lên nè. Sau khi các bạn tweet được xong thì bạn mở Twitter mình ra lại nè. Bạn nhấp vào bao ảnh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè. Rồi các bạn chia sẻ các bạn đã tweet nè, các bạn sao chép liên kết, các bạn bắt up lên nè các bạn. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ BNB sở Matchenbet 20 trên YouTube Collect nha các bạn. Nhiệm vụ khá là đơn giản đó các bạn. Gì đâu không mà ta. Để mình làm lại các bạn. Rồi các bạn sao chép địa chỉ BNB sở Matchen mình nè. Rồi các bạn mới đập vào đây. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Mọi người support nè. Rồi các bạn bấm Don. Ok, các bạn việc lấy liên ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm thuốc cần nha tất cả các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.